Chị chào em nha. Em chào chị Như Quỳnh. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Em chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Em tên là Bạch Thị Tuyết, sinh năm 1977. Hiện tại em đang sống ở Vũng Tàu. Chương trình có gửi tin nhắn dặn em cũng khá lâu là khi làm video phỏng vấn phải make up. Em không có make up hả? Trang điểm? Không, em mỗi tí kem chống nắng thôi chứ em muốn trang điểm gì. Vậy đó. Rồi hiện tại là em đang làm công việc gì? Hiện tại bây giờ nè, em đang làm ở ngoài tiêm chủng của Nam Châu á chị, tiêm vaccine. Làm bên các loại các khu đó. Còn trước kia á là em đi bán quần áo ở trong siêu thị. Bán quần rồi áo. Em cũng làm nhiều việc lắm. Tạm dạ. Tại khi mà không ở với ông xã nữa thì lo làm để nuôi con. Em bán quần áo con nít, đến để bán đồ trung niên, còn lúc thì em lại bán tinh cẩm thạch. Dạ. Tại bán cứ quanh quanh ở trong siêu thị, cứ bán tiệm nọ tiệm kia vậy. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Tình trạng hôn nhân của em thì em mới bị ông xã ly hôn từ 2017 thì cũng được cả 8 năm nay rồi, thì coi là chúng em sống với nhau ấy, nó cũng có một tiếng nói chung, thì từ lúc đó thì chúng em sẽ chia tay ạ. Thì trong khi đó thì em cũng có hai đứa con trai lớn thì sinh năm 96, còn bé gái thì sinh năm 2001, thì các cháu đều ở với em hết, thì em lo cho hai các cháu ăn học. Thì coi là mới hôm cuối tháng 1 vừa rồi á, em đám cưới cho cả hai cháu luôn. Thì biết là anh trai thì đi lao động bên xuất khẩu ở bên Nhật. Vậy là khi mà về cưới cho em xong rồi vậy thì mẹ có đi đăng ký kết hôn đến làm lễ cưới mẹ lo cho con. Vậy là cưới xong rồi bắt đầu ra tới hai anh em hai đứa bạn đó để dẫn nhau đi Nhật, rồi chẳng biết được ba giờ con nó có về tổ chức hay không nữa thì không biết. Vậy giờ ở nhà mình hả, là con gái lấy chồng rồi về đây ở hay là ở bên nhà chồng? Không ạ, à, con gái em lấy chồng á, hiện tại là đang sống ở trên Sài Gòn, còn có một mình em ở nhà thôi. Ờ, vậy đó. Thời gian cực cũng qua rồi phải không? Tại vì con lớn hết rồi. Dạ. Thì như là từ trước giờ các con á, thì em cũng có bảo này à, thôi á, bố đã như vậy thì thôi mình sống làm sao á, để cho mọi người ta nhìn vào, để cố gắng để làm lo cho các con này, chứ mất công rồi lại ảnh hưởng tới các con, nó không hay. Thì em cũng lo cho các con xong rồi các con cũng bảo này, thôi thì bây giờ mẹ ở nhà một mình cũng buồn á. Thì em nghĩ là sao mẹ thấy cảm thấy mà mẹ thấy vui vẻ thoải mái là được. Rồi em với ông xã chia tay bao lâu rồi? Vậy là 2017 chị, vậy là bữa nay cũng được đi 8 năm rồi đấy chị. Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em á thì em là người phụ nữ của gia đình, chỉ có chú tâm vào những kiểu gia đình như nè, cho chồng con cái trong nhà thôi, còn ngoài ra không có đi cà phê, không có đi đâu hết. Còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm của em á, nhiều khi nè có chuyện gì buồn á, em cứ như kiểu là không tỏ vẻ ra cho mọi người đều biết, lúc nào em cũng như là mình mạnh mẽ nhưng mà trong lòng mình rất ấy, như là nếu muốn khóc thì khóc một mình thôi, chứ không muốn để tỏ vẻ cho ai người ta biết là mình đang là buồn về cái chuyện gì. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình. Em muốn người đó như thế nào? Em muốn tìm một người bạn cái tầm từ 60 năm tuổi đổ xuống. Dạ. Mà người bạn đó như là không hút thuốc, như là bia rượu đủ cũng uống thì cũng được thôi, như có đám tiệc gì á thì mình phải uống thôi, tại mình uống cũng phải giữ gìn sức khỏe. Em thì em cũng trung tâm vào cái sức khỏe của em á. Rồi
Em có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? À, độ tuổi từ 60 năm cho tới cái tầm 50 mấy đấy chị. Dạ, em vẫn thích người lớn tuổi. Con em như thế nào? Có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ con em, hai đứa con em nó đều ủng hộ hết, nó bảo miễn làm sao mẹ kiếm được người như là phù hợp với mẹ mà về chăm sóc lo lắng cho mẹ mà mẹ sống mẹ thấy thoải mái vui vẻ là được rồi. Hai con em nó đều ủng hộ hết. Em rồi, em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Em coi ạ, tại cứ tối em đi làm về á xong em vào phòng rồi nè em lên bước em coi xong một hồi rồi em đi ngủ tự em coi thôi, xong rồi hồi bữa em nhắn tin cho chị đấy. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? À, chiều cao của em là 1m57 ạ. Những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? À, nếu có rảnh rỗi thì em chỉ có đi làm về xong em về dọn dẹp nhà cửa rồi xong rồi chiều thì em lên núi á em làm cỏ và em tưới cây vậy rồi em về nhà rồi em ở nhà như vậy thôi, còn em muốn đi chơi. Nhà em gần núi hả? Dạ, nhà em ở ngay ở chỗ nhà thờ Bến Đá ngay mé biển á, ngay đằng sau lưng nhà thờ luôn trên mé núi. Rồi, có khu du lịch không ở đó Có nhiều lắm chị, gần gần đây nè. Dạ. rồi trên núi đó là em trồng gì, đất rộng không? À, thì như nè cái đấy mẹ em để cho em á thì em trồng xoài với trồng mít. Em được bao nhiêu cân ở trên đó? Ở trên đó thì cân thì coi như là họ nào đo thì nó còn là đi 1.500 mấy mm gì đấy, Rồi mình nó em cao trồng, lắm thì đó không à. rồi mình em trồng hả? Em không có thuê người trồng với em hả? Xem trồng sễ, sao làm sễ? Thì em mượn người ta như là người ta trồng vậy xong bây giờ nó lên rồi á, xong chiều đấy em đi làm về rảnh rỗi á em đi em làm cỏ em tưới, còn ban đầu thì em mượn người ta trồng. Chị nghe nói trồng nó cũng cực đúng không? Mình xịt thuốc hoài phải không? À, không không nhà em trồng để cho nó giữ đất đấy chị Như Quỳnh, chứ trái cũng quan trọng, chỉ cần để nó có cây cho nó giữ vậy thôi chứ không phải mình kinh doanh để trái để ba cái trái cây ạ. À, Rồi chồng bao lâu rồi? em trồng từ cái mùa dịch năm ngoái mới được có 3 năm, còn ngày xưa nó có những kiểu nó chết rồi cứ để không vậy thôi, không có trồng. Cái mùa dịch ấy, rảnh rỗi không làm gì cứ hàng ngày lên cắt cỏ xong rồi trồng mua cây thì trồng vậy đấy. Đến lúc mà dịch Covid Em thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là anh lẹ hoạt bát? em thích như là cái anh đó cũng vừa vừa thôi nhưng mà tính như như kiểu là sống tình cảm á, lãng mạn một chút. Vấn đề em thích như kiểu người mà ăn nói tục, ăn nói dịu dàng mà sống có đạo đức. Ông xã trước của em làm công việc gì? À, ông ấy đi biển chị. Đi vậy rồi bao lâu mới về nhà ăn lần? À, như ngày trước là đi là ngày trước thì đi ghe nhỏ là 1 tháng thì xong là đi 2 tháng về nhà một lần chị. Rồi hồi đó giờ có bao giờ em đi du lịch ra nước ngoài không? Chị nói lại ạ, tự nhiên này kiểu mẹ nó yếu lại nghe nó nhỏ. Hồi đó giờ có bao giờ em đi du lịch ra nước ngoài không? Không, em chưa đi đâu, trong nước em chưa đi. Từ hồi mà em ở, bố mẹ em ở quê ở Nam Định á, ra Vũng Tàu rồi này, từ năm 90 thì em ở miết ở đây. Chưa có đi Đà Lạt, chưa có đi đâu hết. Lấy chồng xong rồi về lo gia đình, xong về sau này lo cho các con cho tới giờ này như vậy. Chưa đi đâu hết. Với công việc hiện tại của em á, em chắc chị nghĩ chắc em cũng chưa có vừa ý, nếu mà trong tương lai có cơ hội em có muốn thay đổi công việc hoặc phát triển công việc gì thêm hơn không? À, thì em á thì em đại thôi em làm cái chỗ này á, chỗ bên tiêm chủng này á em thấy công việc nó cũng ok, tại tại em làm ngày có 4 tiếng thôi, sáng em làm 2 tiếng chiều em làm 2 tiếng rồi về vậy xong rồi em nghỉ ngơi rồi cơm nước rồi chiều em đi làm. Như sáng này em đi làm từ 6 giờ làm từ 7 giờ đến 9 giờ vậy, còn là chiều thì em làm từ 4 giờ đến 6 giờ thì em về. Để em về rồi em nghỉ ngơi vậy xong rồi sáng ra ngày nào cũng 4 rưỡi thì em đi tập thể dục, em thích đi thể dục. Ngay chỗ nhà em ở nè, có trồng cây ăn trái gì không? Đất rộng không? Hay là ngay mặt tiền? À, chỗ nhà em đã ở thì cứ nhà liền liền với nhau thôi, mà sau đằng sau lưng nhà em đi lên phía sau á thì
là bây giờ đất rồi nó ở trên mé núi. Ồ, là nhà em đất dài lên mé núi hả? Vâng, đúng rồi. Trên cái đất của em mình muốn bằng biển đẹp lắm. Vậy đó hả? Chắc khách du lịch cũng tới nhiều hả? À, như là khách du lịch chủ yếu là người ta về chỉ bãi dâu chị, thì nhà em ở Bến Đá, ở trên bãi nhà thờ Bến Đá, nhà thờ Sao Mai là từ Bến Đá đấy, miền biển. Xong người ta tới bãi trước, bãi trước. Gia đình của em có được mấy anh chị em? À, gia đình em về là tất cả 8 anh chị em ạ. À, em là thứ bảy. Gia đình em có ai ở nước ngoài không? Dạ không chị. Sau hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bây giờ trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em nghĩ là người đàn ông á, ví dụ là cũng phải có công ăn việc làm ổn định á, rồi anh ấy sống như kiểu là tình cảm và không có cái gia trưởng. Em chỉ cần vài người như vậy thôi, với không ăn nói tục. Em không thích những người đàn ông mà người ta nói tục á, không thích. Làm Đi xã sống lãng mạn một chút. em làm xã trước của em là gia trưởng đó phải không, rồi ăn nói cọc Em đó chỉ hả? mời chỉ tội, em không bao giờ em được cãi câu thứ bốn từ xưa cái này em sống em cần phải nhịn. Lúc em chỉ nói được câu sang câu thứ ba, sang câu chuẩn bị nói sang câu thứ bốn là người ta đã quằn nên là em khiếp và em sợ đánh á, cho nên em cứ nhịn. Thì trong mấy chục năm đó em cứ nhịn thì em không nói cho gia đình nhà em và mọi người đều ai biết những cái chuyện gì hết á. Lúc mà về sau đổ vỡ em mới nói cho gia đình nhà em, mọi người tức khủng ra và tại sao chị đựng được tới bằng đó. Tại ngày đó khi mà em mới lớn lên mới có 18 tuổi. Vậy là bắt đầu ông anh đi biển, bắt đầu làm mai. Làm mai 19 tuổi thì em cưới. Đến khi mà họ cũng kêu em là về trên nhà người ta để biết nhà biết cửa, nhưng mà em không về, em lại cứ nghĩ con đấy người ta đâu mà về, mất công không đấy thì mà em mất 5 tiếng. Không biết nhà cửa người ta, không về tới ngày cưới biết nhà người ta. Vậy là tao làm mai thôi chứ không có thương hả? Và thì bạn này thôi thì cứ lấy đại thì ông anh nhỉ cứ nói bảo này thấy thằng mày nó chịu khó, nó chịu thương chịu khó nó nè mới lấy nó được đó. Xong rồi ông anh kia thì bà chồng trước quen nhau chồng sau thì đâu không lấy nó lấy ai, xong nghĩ với bà thương đấy Là lấy xong là ở bên nhà em. dạ Lấy xong á là lấy chồng xong là ở bên nhà em chứ không có đi về chuyện quê chồng. mà nói xong là em ở trên nhà người ta mà chỉ có 5 ngày thôi. Rồi bắt đầu xuống dưới nhà mẹ em ở. Tại sao đến khi mà cái nhà em đang ở thì mua không nhà của họ. Rồi mua rồi thì sau này xây nhà lên. Em cũng giỏi ha, làm đủ thứ nghề hết hả? Trời ơi em vất vả lắm. Vất vả từ bé cho tới lúc lấy chồng. Nhiều lúc nha, em cứ thấy mấy ba chị nhà em ấy, nhiều khi cũng nói qua nói lại được với mấy ông chồng, mình nghĩ mình thèm ớt là thèm. Mà trời ơi, mình không được ấy mấy bà còn được cái mình chả được cái. Khi xấu chồng mình thì xấu ai thôi kệ nó, cứ cho mọi người ngoài không ai người ta biết cái gì, cứ nghĩ là ông là tốt đi, không ai biết mình chịu đựng được rồi. Con em đi lao động bên Nhật thì bao lâu mới về? Dạ, con em đi được 5 năm rồi chị. Vậy đó hả? 5 năm thì mình bao lâu mình mới hết hợp đồng? À, coi như nè con em đang tính là sang năm là cháu nó về để mà như kiểu nè nó ấy lại cái visa xong bắt đầu lại sang cái hệ như kiểu là kỹ sư ấy chị, để cháu nó làm bên cơ khí để dẫn nhau đi để xong cái một bạn. Còn tổ chức thì chưa tổ chức, ba các cháu nó về nó thích tổ chức thì tổ chức thôi, là nếu mà không tổ chức nữa cũng chẳng sao nữa vì là đã đăng ký kết hôn với làm lễ cưới hết rồi. Em rồi em có dự định đi qua Nhật thăm coi ấy chơi em Chiến Chị nói nè, em để nghe nó nhỏ. không? Em có dự định qua Nhật chơi em Tây Chiến không? À, thì con trai cũng kêu nè, cuối năm con mua vé cho mẹ để sang Nhật chơi. Nhưng mà em kêu bảo không, mẹ ở nhà mẹ đi làm mẹ không đi. Khi nào hễ mà có con á, thì mẹ sang mẹ chăm cho 3 Hồi đó giờ chưa biết hưởng thụ là gì luôn đó phải không? Làm không có nuôi con ha. Dạ coi nè mấy mọi người cứ bắt đủ đi đà nẹp chơi ấy,
xong rồi em đã cứ mang đi làm mà chưa đang đi làm để xin người ta nghỉ chứ kìa, cho nên là tôi chả đi cứ vậy làm cứ loay hoay vậy á. Còn cà phê thì em cũng chả đi, không đi đâu. Chiều cao của em là bao nhiêu? À, em cao 1m57, nặng 4. Em có nghĩ là anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Anh đó phải cao từ 1m65 đổ lên, vì là tuy em thấp nhưng mà em vẫn thích những người đàn ông dáng cao, những người thấp em thích. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là em sẽ tìm được một nửa của mình trên video của chị ha. Sau video này nếu mà anh nào thích em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với em ha. Rồi nếu mà sau video này em thích anh nào, ghi số video xuống gửi qua chương trình. Chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy ha. Dạ. Tuy nhiên giờ giấc ở Việt Nam và các nước khác nhau đó, cho nên mình phải gửi tin nhắn trước ha. Nếu mà em muốn gọi có thể gọi, nhưng mà canh khuya khuya ở Mỹ là bên đây trưa á, khuya khuya ở Việt Nam là bên đây trưa á, mình có thể gọi được ha. Nhưng mà phải gọi giống như là gọi cách nhau nhiều lần á, thì lúc nào người ta rảnh người ta mới gọi, mới bắt máy được ha. Dạ. À, chứ không phải mình gọi liên tục một lần liên tục cũng được. Ok rồi, em chào khán giả giùm chị ha. Dạ, em chào khán giả trong nước và ngoài nước. Bye em, good night em nha. Dạ rồi, bye bye chị.